tuổi già, bác sĩ bật mí quy tắc 4 tăng 5 giảm trong ăn uống giúp lọc sạch lá gan tăng 5 năm tuổi thọ. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Các bạn thân mến, chúng ta đều biết rằng gan là nhà máy giải độc lớn nhất của cơ thể, nó sẽ chịu trách nhiệm điều hòa quá trình trao đổi chất và bài tiết. Mặc dù gan có khả năng dự trữ lớn và khả năng tái tạo bậc nhất, nhưng không có nghĩa là nó có thể chống lại mọi tổn thương hay bệnh tật. Trong một chương trình sức khỏe người cao tuổi ở Hoa Kỳ, bác sĩ Chen đã có lời chia sẻ rằng không chỉ dạ dày hay đường ruột, mà bất kỳ thực phẩm gì chúng ta tiêu thụ hàng ngày đều có tác động đến hoạt động và sức khỏe của gan về lâu dài. Và nếu như bạn muốn bồi bổ hay tăng cường thải độc và đẩy nhanh quá trình tái tạo của gan thì cần phải có chế độ ăn uống lành mạnh. Vì thế trong chương trình hôm nay, Chuyện Nhân Quả sẽ chia sẻ đến cho bạn quy tắc 4 tăng 5 giảm trong ăn uống mà bác sĩ đã khuyên người cao tuổi chúng ta nên tuân theo. Đây là những nguyên tắc sẽ giúp lọc sạch lá gan của bạn nhanh chóng, cải thiện chức năng gan và từ đó giúp các bác kéo dài tuổi thọ thêm 5 năm nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá quy tắc vàng trong ăn uống này ngay sau đây các bạn nhé. 4 tăng trong ăn uống để gan khỏe, tái tạo nhanh hơn. Theo bác sĩ Chen, nếu có thể tận dụng 4 thực phẩm dưới đây sẽ giúp các hoạt động của gan diễn ra trơn tru, phục hồi tổn thương và phòng tránh được rất nhiều bệnh tật. 1. Tỏi, nhất là tỏi sống. Bạn biết không, tỏi không chỉ là gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày mà còn là vị thuốc thiên nhiên giúp cho lá gan luôn khỏe mạnh. Trong tỏi rất giàu chất phytochemical và các chất hỗ trợ gan như allicin, allein và azoen. Những chất này có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ từ đó giúp bảo vệ gan khỏi các tác nhân gây hại. Bác sĩ Chen cũng đã nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để người cao tuổi chúng ta có thể tận dụng lợi ích của tỏi đó là ăn tỏi sống. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tiêu thụ tỏi sống hơn 7 lần một tuần sẽ có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ thấp hơn tới 29%. Hơn nữa, việc ăn tỏi sống còn có thể tác động và khiến cho nguy cơ mắc phải căn bệnh ung thư gan thấp hơn. Các bác có thể ăn tỏi sống bằng cách cắt nhỏ tỏi và trộn vào salad hoặc thêm vào các món ăn như nộm hay nước chấm. Nếu mùi tỏi sống quá nồng, các bác có thể ngâm tỏi với mật ong hoặc giấm táo để giảm mùi và tăng cường lợi ích cho sức khỏe. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý rằng không nên ăn quá nhiều tỏi một lúc vì tỏi sống có thể gây kích ứng dạ dày. Mà thay vào đó hãy bắt đầu từ từ với một lượng nhỏ và dần dần tăng lên khi cơ thể đã quen thuộc nhé. 2. Chuối. Chuối vốn là một loại trái cây rất được ưa chuộng hàng ngày của mỗi gia đình Việt phải không ạ, nhờ nó mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt là cho lá gan. Nhưng bạn biết không, đối với những bệnh nhân mắc bệnh xơ gan, chuối còn chính là một người bạn đồng hành vô cùng tuyệt vời. Trong chuối rất giàu chất xơ, nhờ đó giúp tăng cường nhu động ruột và có tác dụng nhuận tràng, từ đó sẽ giúp hạn chế nguy cơ xuất huyết tiêu hóa cho người bị suy gan đó ạ. Bác sĩ Chen còn nhấn mạnh rằng chuối rất giàu vitamin và protein, có thể thúc đẩy quá trình sản sinh tế bào gan. Đối với những bệnh nhân gan, chuối cung cấp một nguồn glucid dễ hấp thu, giúp tăng cường dự trữ glycogen trong gan. Điều này không chỉ bảo vệ gan khỏi các yếu tố gây độc mà còn ngăn cản sự thâm nhiễm mỡ ở gan. Vậy thực chất chúng ta nên ăn chuối như thế nào để tận dụng hết những lợi ích này? Các bác có thể ăn chuối trực tiếp như một bữa ăn nhẹ, hoặc thêm chuối vào các món sinh tố, bánh mì nướng hoặc sữa chua để làm phong phú thêm bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra, chuối còn có nhiều lợi ích khác cho sức khỏe như cung cấp năng lượng, cải thiện hệ tiêu hóa và giúp duy trì huyết áp ổn định. Đặc biệt, chuối là một thực phẩm tự nhiên, không có hóa chất độc hại, nên bạn có thể yên tâm sử dụng hàng ngày. 3. Trà xanh. Tiếp theo hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một loại thức uống quen thuộc nhưng lại có vô vàn lợi ích cho sức khỏe tổng thể và đặc biệt là cho gan, đó chính là trà xanh. Trà xanh không chỉ là một loại nước uống thơm ngon mà còn là một vị thuốc tự nhiên giúp bảo vệ gan. Nhờ vào đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, các thành phần như EGCG, Westin, acid linoleic, theobromin và theophylline trong trà xanh có khả năng giảm nguy cơ xơ gan. Trà xanh giúp thanh nhiệt, thải độc, từ đó giảm nóng gan và tống chất độc tích tụ ra khỏi cơ thể qua đường bài tiết mồ hôi và nước tiểu. Đặc biệt hơn là hợp chất epigallo kết chừng 3 galet có trong trà xanh còn được cho là có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư ở gan. Điều này thực sự là một phát hiện quan trọng, đặc biệt là với những ai đang muốn bảo vệ gan khỏi các tác nhân gây hại. Tuy nhiên, các bạn cũng cần lưu ý rằng khi chúng ta tuổi đã cao cũng không nên uống quá nhiều trà xanh mỗi ngày. Khoảng 5 tách là đủ để tận hưởng những lợi ích mà trà xanh mang lại.
Bạn biết không, nếu như uống quá nhiều trà xanh thậm chí còn có thể gây phản tác dụng gây hại cho gan và thận. Ngoài ra, bạn cũng cần tránh uống trà đã để qua đêm hoặc trà pha quá đặc nhé, vì điều này có thể làm mất đi những công dụng tốt của trà và thậm chí còn tạo ra những chất độc tố gây hại cho sức khỏe. Các bạn có thể thưởng thức trà xanh vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng tốt nhất là vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Và có thể uống trà xanh nóng hoặc lạnh tùy thích, thỉnh thoảng bỏ thêm một lát chanh hoặc một chút mật ong để tăng thêm hương vị và lợi ích sức khỏe các bạn nhé. 4. Rau chân vịt. Nghe qua tên thì có lẽ loại rau này không quá phổ biến trên mâm cơm của người Việt chúng ta phải không ạ? Thế nhưng bạn có thể dễ dàng tìm thấy ngoài chợ. Rau bina không chỉ là một nguồn dinh dưỡng phong phú mà còn là một vị thuốc thiên nhiên giúp thải độc và bồi bổ gan rất hiệu quả. Trong loại rau này chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, đặc biệt là chất diệp lục sẽ giúp gan trung hòa các chất độc và kim loại nặng. Điều này có nghĩa là khi ăn rau chân vịt thường xuyên, gan của chúng ta sẽ được thải độc, nuôi dưỡng tốt hơn và qua đó trở nên khỏe mạnh hơn. Và đặc biệt là nếu có thể uống nước ép rau bina đều đặn, các bạn sẽ giúp gan thải độc, giảm mỡ gan, phục hồi chức năng gan, chống viêm nhiễm và từ đó giảm đáng kể nguy cơ ung thư gan. Đây thực sự là một thông tin rất quan trọng, nhất là đối với những ai đang tìm kiếm cách bảo vệ và cải thiện sức khỏe của gan của mình. Bạn biết không, trong y học cổ truyền cũng từng nhấn mạnh rằng các loại rau có khả năng tăng cường tuần hoàn gan khí, giải tỏa ứ động ở gan và làm giảm nóng gan sẽ giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Rau bina chính là một trong những loại rau như vậy đó. Nó không chỉ giúp giảm nóng gan mà còn tăng cường độ ẩm cho gan, tạo điều kiện tốt nhất để gan hoạt động tối ưu. Rau bina có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau để phù hợp với khẩu vị của từng người. Các bạn có thể thêm rau này vào các món salad, nấu canh, xào hoặc thậm chí làm sinh tố rau bina. Hãy thử nghiệm và tìm ra cách chế biến rau bina mà các bác yêu thích nhất nhé. U60 muốn gan khỏe cần nhớ 5 giảm khi ăn uống. Bên cạnh 4 thực phẩm vàng được các bác sĩ khuyến nghị thường xuyên ăn khi càng cao tuổi sẽ giúp tái tạo và nuôi dưỡng lá gan, thì đồng thời cũng có 5 thực phẩm hại gan mà bạn cần kiểm soát nghiêm ngặt khi ăn uống, đó chính là 1. Thực phẩm nhiều đường. Đường có mặt trong rất nhiều loại thực phẩm và đồ uống mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày, nhưng bạn có biết rằng tiêu thụ quá nhiều đường còn có thể gây hại nghiêm trọng cho gan của mình không? Theo các chuyên gia cho biết, khi người cao tuổi chúng ta tiêu thụ đường, gan sẽ NaNH chống chuyển đổi đường thành chất béo. Và nếu như lượng đường tiêu thụ quá nhiều thì lượng chất béo này sẽ không thể tiêu thụ hết và sẽ tích tụ trong gan, dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, đặc biệt đối với người cao tuổi, vì gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm gan, xơ gan và thậm chí là ung thư gan. Ngoài ra, việc tiêu thụ đồ uống có đường, như nước ngọt, cũng có thể gây hại cho gan. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều nước ngọt có nguy cơ cao mắc các bệnh về gan. Nước ngọt không chỉ chứa đường mà còn có nhiều hóa chất và phụ gia khác, có thể gây tổn thương gan và dẫn đến các biến chứng khác như béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch. Vậy, làm thế nào để bảo vệ gan khỏi tác động của đường nhỉ? Trước tiên, chúng ta nên hạn chế tiêu thụ đường trong chế độ ăn uống hàng ngày. Thay vì sử dụng đường tinh luyện, các bác có thể lựa chọn các loại đường tự nhiên có trong trái cây tươi. Ngoài ra, nên tránh các đồ uống có đường và thay thế bằng nước lọc, nước ép trái cây không đường hoặc trà thảo mộc. Việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh là rất quan trọng để bảo vệ gan và sức khỏe tổng thể. Hãy chú ý đọc nhãn dinh dưỡng trên các sản phẩm thực phẩm và đồ uống để kiểm soát lượng đường tiêu thụ. 2. Đồ uống có cồn. Chúng ta đều biết rằng gan là cơ quan quan trọng chịu trách nhiệm lọc và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, khi chúng ta tiêu thụ quá nhiều rượu bia, gan sẽ phải làm việc quá sức, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Theo bác sĩ Chen, đồ uống có cồn là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh về gan và suy gan. Khi chúng ta uống rượu, gan phải phân giải và đào thải rượu ra khỏi cơ thể. Nếu lượng rượu tiêu thụ quá nhiều, gan sẽ không thể xử lý hết, dẫn đến tích tụ mỡ trong gan, gây ra bệnh gan nhiễm mỡ do rượu. Đây là một tình trạng rất nguy hiểm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng gan và có thể dẫn đến tổn thương gan nghiêm trọng. Uống nhiều rượu không chỉ gây ra gan nhiễm mỡ mà còn có thể dẫn đến xơ gan. Xơ gan là giai đoạn cuối cùng của nhiều bệnh gan mạn tính, trong đó mô gan bị thay thế bởi mô xơ, từ đó làm mất chức năng của gan. Tình trạng này nếu không được kiểm soát và điều trị kịp thời có thể dẫn đến ung thư gan, một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm. Vậy làm thế nào để bảo vệ gan khỏi tác động của đồ uống có cồn? Trước tiên, chúng ta nên hạn chế tối đa việc tiêu thụ rượu bia. Thay vào đó,
Hãy lựa chọn các loại đồ uống lành mạnh hơn như nước lọc, nước ép trái cây tươi hoặc trà thảo mộc. Nếu có thói quen uống rượu, hãy cố gắng giảm dần lượng tiêu thụ và không uống quá nhiều trong một lần. Điều này không chỉ bảo vệ gan mà còn giúp duy trì sức khỏe tổng thể. 3. Muối. Nhiều người trong chúng ta có thói quen ăn mặn, nhưng liệu có bao giờ các bác nghĩ rằng thói quen này có thể gây hại cho gan của mình không? Theo các chuyên gia y tế, ăn quá nhiều muối không chỉ gây hại cho tim mạch mà còn có thể dẫn đến tổn thương gan. Lượng muối cao trong cơ thể làm tăng áp lực lên gan, khiến nó phải làm việc nhiều hơn để lọc và đào thải các chất độc ra ngoài. Điều này có thể dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ, một bệnh lý phổ biến ở những người có thói quen ăn mặn và tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa nhiều natri. Để bảo vệ gan, các bác nên kiểm soát lượng muối tiêu thụ hàng ngày, không nên vượt quá 2 giờ natri, tương đương với khoảng 5 giờ muối. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại đòi hỏi chúng ta phải rất cẩn thận trong việc lựa chọn và chế biến thực phẩm. Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm lượng muối là hạn chế ăn các thực phẩm đóng gói sẵn. Những sản phẩm này thường chứa nhiều chất béo bão hòa và natri, là những yếu tố có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ và béo phì. Thay vì chọn thực phẩm chế biến sẵn, hãy ưu tiên sử dụng các nguyên liệu tươi sống và tự nấu ăn tại nhà. Việc này không chỉ giúp kiểm soát lượng muối mà còn đảm bảo bữa ăn của các bác luôn tươi ngon và an toàn. Hãy thử thay thế muối bằng các loại gia vị khác như tỏi, hành, gừng, chanh hoặc các loại thảo mộc như húng quế, hương thảo. Những gia vị này không chỉ giúp món ăn thêm phong phú mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bên cạnh đó, việc tăng cường ăn rau xanh và trái cây cũng giúp cơ thể nhận được đủ lượng vitamin và khoáng chất, hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn. 4. Bột mì tinh chế. Bạn biết không, thông thường các loại thực phẩm như bánh quy, pizza, mì ống và bánh mì đều được làm từ bột mì tinh chế. Những món ăn này rất phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều, chúng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến gan. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất, các thực phẩm từ bột mì tinh chế thường rất ít khoáng chất, chất xơ và các vitamin thiết yếu. Những chất dinh dưỡng này rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể và đặc biệt là chức năng gan. Khi gan không nhận đủ các dưỡng chất cần thiết, nó sẽ phải làm việc vất vả hơn để duy trì các chức năng của mình. Thứ hai, những thực phẩm này có thể khiến đường huyết tăng cao sau khi ăn. Khi đường huyết tăng, gan phải làm việc nhiều hơn để chuyển hóa đường và duy trì cân bằng trong cơ thể. Điều này có thể dẫn đến tình trạng gan bị quá tải và tăng nguy cơ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ. Để bảo vệ gan, các bác nên hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm chứa bột mì tinh chế. Thay vào đó, hãy chọn các loại thực phẩm giàu chất xơ và dinh dưỡng như ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây tươi và các loại hạt. Những thực phẩm này không chỉ tốt cho gan mà còn giúp duy trì đường huyết ổn định và cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể. Một gợi ý nhỏ là các bác có thể thử thay thế bánh mì trắng bằng bánh mì ngũ cốc nguyên hạt hoặc thay mì ống từ bột mì tinh chế bằng mì làm từ ngũ cốc nguyên cám. Những thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống hàng ngày có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe của gan và cơ thể nói chung. 5. Thịt chế biến sẵn và thịt đỏ. Theo bác sĩ Chen, việc tiêu thụ các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, giam bông và các sản phẩm tương tự có thể gây hại cho gan của chúng ta. Những thực phẩm này thường chứa nhiều natri, chất bảo quản, chất phụ gia, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Những yếu tố này đều có liên quan đến việc phát triển bệnh gan nhiễm mỡ và thậm chí tử vong do bệnh gan. Bác sĩ Chen cho biết, ăn quá nhiều thịt đỏ cũng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho gan. Khi chúng ta tiêu thụ lượng lớn protein từ thịt đỏ, gan sẽ phải làm việc rất vất vả để phân hủy chúng. Điều này không chỉ gây áp lực lên gan mà còn có thể dẫn đến tình trạng tích tụ protein, từ đó góp phần gây ra bệnh gan nhiễm mỡ. Để bảo vệ gan và duy trì sức khỏe tốt, bà khuyên rằng chúng ta không nên tiêu thụ quá 70g thịt đã chế biến chín mỗi ngày, tương đương với khoảng 100g thịt sống, không tính phần xương. Hãy nhớ rằng, việc lựa chọn thực phẩm thông minh và cân bằng chế độ ăn uống là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe gan của chúng ta. Hãy cùng nhau theo dõi và thực hiện những lời khuyên này để có một lá gan khỏe mạnh và tận hưởng cuộc sống vui vẻ, tràn đầy sức sống. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chế độ ăn uống hoặc sức khỏe gan, đừng ngần ngại trao đổi với bác sĩ của mình. Các bạn thân mến, tổng chương trình ngày hôm nay chúng ta đã cùng khám phá quy tắc vàng 4 tăng 5 giảm trong chế độ ăn uống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của gan. Những quy tắc này không chỉ giúp thanh lọc gan mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe tổng thể và kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Khi chúng ta biết cách chọn lựa thực phẩm và điều chỉnh thói quen ăn uống,
chúng ta không chỉ hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn mà còn giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tật. Quy tắc 4 tăng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ sung các thực phẩm tốt cho gan như trái cây tươi, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Đồng thời, 5 giảm yêu cầu chúng ta cần cẩn trọng với việc giảm tiêu thụ đường, muối, rượu, thực phẩm chế biến sẵn và thịt đỏ, những yếu tố có thể gây hại cho gan và sức khỏe tổng thể. Như một bài học quý báu từ bác sĩ Chen, việc duy trì những thói quen ăn uống lành mạnh không chỉ giúp gan chúng ta hoạt động trơn tru mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ và mang lại sức khỏe bền bỉ cho tuổi già đó các bạn ạ. Các bạn thân mến, theo viện sĩ Lý Lan Quyên, một chuyên gia nổi tiếng về bệnh gan ở Trung Quốc từng nói, nuôi gan chính là nuôi sống cơ thể. Đặc biệt thời điểm sáng sớm chính là thời gian vàng để nuôi dưỡng gan. Theo quan niệm Đông y, vạn vật đều sinh trưởng vào mùa xuân. Mọi thứ trong tự nhiên dường như đều phát triển về phía mặt trời. Lúc này gan khí mạnh nhất nên chúng ta chú trọng vào việc chăm sóc sức khỏe mùa này chính là nuôi dưỡng và bảo vệ gan, giúp gan khỏe mạnh hơn. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Bữa sáng giúp cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho gan và khởi đầu cho một ngày mới. Theo khuyến cáo, cần nên ăn uống đầy đủ, cung cấp dinh dưỡng tốt để đảm bảo cho hoạt động của cả một ngày dài. Trong đó, kiên trì ăn 4 loại thực phẩm này sẽ giúp dưỡng gan, nhuận tràng, khiến gan khỏe mạnh và nuôi dưỡng cơ thể tốt nhất khi về già. Vậy đó là 4 loại thực phẩm nào? Hãy cùng kênh Chuyện Nhân Quả tìm hiểu ngay sau đây các bạn nhé. Ông Nguyễn, năm nay 67 tuổi, ở xã Yên Hồ, tỉnh Ninh Bình. Ông sống cùng với vợ và 2 người con trai. Trong mỗi bữa ăn sáng của ông Nguyễn thường có sự xuất hiện của một tô cháo lòng ở đầu ngõ cùng một cốc cà phê sữa đậm đặc thêm nhiều đường. Ông cho biết sở thích ăn nội tạng của mình đã có từ khi còn trẻ, và do ông cũng thường nghĩ rằng bữa sáng như vậy sẽ giúp đem lại nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng để khởi đầu một ngày mới. Tuy nhiên, chính thói quen ăn sáng không lành mạnh này đã gây ra những hậu quả không mong muốn cho sức khỏe gan của ông khi về già. Thời gian gần đây, ông Nguyễn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn và đầy hơi sau khi ăn sáng. Điều này khiến ông cảm thấy lo lắng và quyết định thăm khám bác sĩ để kiểm tra. Kết quả là ông được chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ cấp do chế độ ăn uống không lành mạnh kéo dài của mình. Dù ban đầu ông đã rất bất ngờ và hụt hẫng khi biết tình trạng sức khỏe của mình, nhưng nhờ có sự thúc đẩy và động viên từ vợ và con trai, ông Nguyễn quyết tâm thay đổi thói quen ăn uống một cách cân đối và phù hợp. Vào bữa sáng, thay vì ăn những món ăn chứa nhiều cholesterol xấu, ông chuyển sang ăn nhiều loại trái cây, rau xanh và các món ăn được chế biến bằng cách hấp, luộc vào buổi sáng. Ông cũng bắt đầu tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày và giữ cho mình luôn đủ nước bằng cách uống nước đều đặn. Nhờ vào những thay đổi này, sức khỏe gan của ông Nguyễn dần dần được cải thiện. Ông cảm thấy khỏe mạnh hơn, năng động hơn và không còn gặp phải các triệu chứng khó chịu như trước. Ảnh hưởng của thực phẩm tới sức khỏe của người bệnh gan nhiễm mỡ. Trong hành trình chống lại bệnh gan nhiễm mỡ khi về già, chế độ ăn uống chính là một yếu tố quan trọng mà chúng ta không thể phớt lờ. Đối với những người cao tuổi, việc hiểu rõ về những thực phẩm có thể giúp cải thiện tình trạng gan cũng như những thực phẩm cần tránh là điều vô cùng quan trọng. Bệnh gan nhiễm mỡ hiện nay được phân loại thành hai dạng, đó chính là gan nhiễm mỡ do tác động của rượu và gan nhiễm mỡ không liên quan đến rượu. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng bệnh này là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy gan khi về già. Trong đó, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thường xuất hiện ở những người gặp tình trạng béo phì hoặc ít vận động, đặc biệt là những người thường xuyên tiêu thụ thức ăn nhanh. Do đó, chúng ta cần tập trung vào việc ăn uống lành mạnh, giàu chất xơ, ít đường và chất béo bão hòa. Các thực phẩm như hoa quả, rau cải và các loại hạt giàu dinh dưỡng là những lựa chọn tốt để hỗ trợ cho quá trình cải thiện gan. Tránh những thực phẩm chứa nhiều đường, chất béo trên và chất béo bão hòa vì chúng có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ hoặc khiến cho căn bệnh này trở nên trầm trọng hơn.
1. Trứng. Các bạn thân mến, trứng là một trong những loại thực phẩm luôn được trữ sẵn trong tủ lạnh của mỗi gia đình chúng ta, phải không ạ? Không chỉ giúp cung cấp nguồn protein dồi dào, mà trong mỗi quả trứng còn chứa đựng nhiều loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của người cao tuổi. Với giá thành phải chăng và sự dễ dàng tiếp cận, trứng trở thành một lựa chọn lý tưởng cho bữa ăn hàng ngày của mỗi người. Chẳng cần phải tìm kiếm xa xôi, mỗi ngày bạn chỉ cần thêm một quả trứng vào bữa sáng của mình để cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là cho gan. Một cách thú vị để thưởng thức trứng cùng với lợi ích cho sức khỏe của bạn là món trứng cút tẩm gia vị. Đơn giản nhưng vô cùng bổ dưỡng, món trứng cút tẩm gia vị không chỉ giúp tạo nên một bữa sáng ngon miệng hơn mà còn đem lại lợi ích cho gan và sức khỏe tổng thể. Chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu đơn giản như trứng cút, trà quế, hoa hồi và muối là đã có thể tạo ra một món ăn hấp dẫn và bổ dưỡng. Hãy thử luộc trứng cút trong nước lạnh, sau đó thêm các gia vị như túi trà, hoa hồi, quế và muối. Đun sôi ở nhiệt độ cao, sau đó giảm lửa và đun nhỏ lửa trong khoảng 6 đến 8 phút để đảm bảo trứng được chín đều và thấm gia vị. Sau đó để trứng ngâm trong hơn 2 giờ để thấm đều gia vị và đã có thể thưởng thức một bữa sáng vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng. 2. Ngũ cốc nguyên hạt. Bữa sáng là bước khởi đầu quan trọng nhất trong ngày và để đảm bảo cơ thể chúng ta luôn được cung cấp đủ dinh dưỡng và năng lượng, việc lựa chọn thức ăn phù hợp là vô cùng quan trọng. Thay vì chọn những món giàu tinh bột như bánh bao hấp thông thường, hãy thử thay đổi bằng cách ăn những loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ. Chất xơ không chỉ giúp người cao tuổi tăng cảm giác no và thúc đẩy nhu động ruột mà còn có tác động giúp quá trình đại tiện dễ dàng và thải độc hiệu quả, tăng cường trao đổi chất và nuôi dưỡng gan khỏe mạnh. Một trong những lựa chọn thú vị để bạn có thể có một bữa sáng ngon lành và bổ dưỡng là bánh mì nguyên hạt với nho khô và các loại hạt. Để làm món bánh mì này, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như bột mì nguyên cám, bột mì có hàm lượng gluten cao, nho khô, quả óc chó, bơ, nước, trứng, sữa, đường và muối. Kết hợp tất cả các nguyên liệu trong máy làm bánh mì, sau đó nhào trộn cho đều và để bột lên men trong tủ lạnh. Khi bột đã nở gấp đôi, hãy tiến hành nhào lại cho đều và chia thành từng phần nhỏ để nướng. Sau khi nướng chín vàng, thì chúng ta đã có ngay một chiếc bánh mì thơm ngon, giàu chất xơ và dinh dưỡng để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng và sức khỏe khi về già. 3. Thực phẩm giàu protein chất lượng cao. Bạn biết không, protein chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với sức khỏe của cơ thể, đặc biệt là cho quá trình tái tạo của gan. Với khả năng sửa chữa và tái tạo tế bào gan, protein trở thành một thành phần không thể thiếu trong bữa sáng mỗi ngày của chúng ta. Chính vì lẽ đó, việc lựa chọn bữa sáng giàu protein là một cách tốt nhất để bạn bắt đầu ngày mới lành mạnh. Bữa sáng này không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp giữ được cảm giác no lâu và đặc biệt là nuôi dưỡng tế bào gan luôn khỏe mạnh khi về già. Những thực phẩm chứa nguồn protein phong phú như thịt nạc, thịt gà, cá, trứng, sản phẩm từ sữa, đậu, ngũ cốc và các loại hạt là lựa chọn lý tưởng cho một bữa sáng dinh dưỡng. Một gợi ý cho một bữa sáng giàu protein và hấp dẫn đó chính là món bánh mì nguyên cám kết hợp với xúc xích, trứng, cà chua, bông cải xanh và dầu ô liu. 4. Rau tươi. Bữa sáng là thời điểm quan trọng nhất trong ngày và việc thêm rau tươi vào khẩu phần ăn sẽ mang lại nhiều lợi ích mà bạn không ngờ tới. Rau tươi không chỉ là nguồn cung cấp protein và khoáng chất quan trọng mà còn chứa nhiều chất xơ và giúp cải thiện tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể tràn đầy năng lượng hơn từ sáng sớm. Một lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng là chuẩn bị một tô salad táo bẹ siêu nhanh và bổ dưỡng. Để làm món salad này, bạn chỉ cần ngâm táo bẹ trong nước lạnh trong khoảng 2 giờ để làm mềm táo, sau đó đun sôi nước trong nồi và cho táo bẹ vào nấu chín trong khoảng 5 phút. Khi táo bẹ đã chín, hãy cho chúng vào tô và thêm một ít muối, tỏi băm và ớt đỏ băm để tăng thêm hương vị. Để tạo điểm nhấn cho món salad, bạn có thể thêm một ít nước tương nhạt và giấm, kết hợp một chút dầu ô liu để tạo nên hương vị độc đáo và hấp dẫn. Sau khi trộn đều là đã có thể thưởng thức ngay món salad tạo bẹ siêu ngon và bổ dưỡng
mang lại năng lượng và dinh dưỡng cho cả ngày dài phía trước. Nguyên tắc thực đơn bữa sáng cho người cao tuổi bị gan nhiễm mỡ. Bệnh gan nhiễm mỡ là một tình trạng thường gặp và dưới đây là một số thói quen ăn sáng có lợi khi bạn đang phải đối mặt với bệnh này. 1. Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt. Khi chúng ta thay thế tinh bột bằng ngũ cốc nguyên hạt trong bữa sáng, không chỉ là một sự lựa chọn tốt cho cơ thể, mà còn là một biện pháp hiệu quả để giảm mỡ trong gan và duy trì sức khỏe. Ngũ cốc nguyên hạt là nguồn cung cấp chất xơ cao, từ đó giúp tăng cảm giác no và duy trì năng lượng trong suốt buổi sáng. Bằng cách giảm lượng tinh bột và chất béo trong khẩu phần ăn sẽ giúp cơ thể tránh được những tác động tiêu cực đến gan và hệ thống tiêu hóa. Hơn nữa, nếu bạn sử dụng ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp loại bỏ các thành phần gây viêm trong thức ăn tinh chế, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về gan và hệ tiêu hóa. Chất xơ có trong ngũ cốc cũng giúp tăng sự lưu thông trong đường ruột, loại bỏ độc tố và chất cặn, từ đó giúp gan hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả hơn khi về già. 2. Hạn chế bổ sung nhiều đường. Khi đã ngoài 60 tuổi, bạn nên vẫn giữ thói quen tiêu thụ đường, bổ sung thường xuyên có thể đặt ra nguy cơ lớn đối với sức khỏe gan, đặc biệt là ở những người cao tuổi. Mặc dù đường là một phần không thể thiếu trong khẩu phần ăn hàng ngày, nhưng khi chúng ta tiêu thụ quá nhiều đường có thể góp phần tăng lượng mỡ trong gan và gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả một lượng nhỏ đường cũng có thể gần như kéo lượng mỡ trong gan của bạn lên gấp đôi, được chuyển hóa trong cơ thể trở thành chất béo, và khi tiêu thụ quá nhiều, chất béo này sẽ tích tụ trong gan, gây ra tình trạng mỡ gan và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về gan như viêm gan, xơ gan và thậm chí ung thư gan khi chúng ta về già. 3. Chọn trái cây thay vì bánh ngọt. Có đôi lúc, một chút đồ ngọt có thể khiến cho tâm trạng của chúng ta trở nên thoải mái hơn. Lúc này mọi người sẽ thường nghĩ ngay đến bánh ngọt, kẹo và đồ ăn chiên rán. Tuy nhiên, để duy trì một chế độ ăn lành mạnh và giữ cho cơ thể khỏe mạnh khi về già, việc lựa chọn trái cây có thể là một sự thay thế tuyệt vời để xoa dịu tâm trạng của bạn ngay lập tức. Trái cây không chỉ mang lại vị ngọt tự nhiên mà còn chứa nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Chúng là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên giúp cải thiện hệ tiêu hóa và duy trì sự bão hòa trong suốt thời gian dài. Đồng thời, trong các loại trái cây cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể của người cao tuổi hiệu quả. Bằng cách thay thế trái cây, mỗi khi bạn cảm thấy thèm đồ ngọt sẽ giúp tránh được lượng đường dư thừa không tốt cho sức khỏe. Bạn có thể thưởng thức trái cây tươi ngon mỗi ngày hoặc chế biến thành những món tráng miệng thơm ngon và hấp dẫn. 4. Hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn. Gan nhiễm mỡ là một tình trạng sức khỏe nguy hiểm, đặc biệt phổ biến xảy ra ở người cao tuổi và thường xuyên liên quan đến mức cao của LDL, cholesterol xấu, có trong thực phẩm chế biến sẵn. Đây là một vấn đề rất đáng lo ngại, đặc biệt là đối với những người thừa cân hoặc béo phì. Khi tiêu thụ thường xuyên các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, hamburger và thịt xông khói sẽ góp phần làm gia tăng cholesterol trong cơ thể, từ đó tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch và gan nhiễm mỡ khi về già. Đây là một nguyên nhân chính gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ và việc hạn chế thịt chế biến sẵn là một biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe gan luôn trong tình trạng khỏe mạnh. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ hạn chế thịt chế biến sẵn và thay thế bằng trái cây và rau. Trái cây và rau không chỉ là nguồn cung cấp chất xơ và dưỡng chất quan trọng cho cơ thể, mà còn giúp giảm lượng cholesterol trong máu và duy trì trọng lượng cơ thể lý tưởng. 5. Hạn chế rượu bia. Những nghiên cứu gần đây đã tiết lộ đến chúng ta một sự thật đáng báo động rằng thậm chí một lượng nhỏ rượu cũng có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của gan, ngay cả ở những người bị gan nhiễm mỡ không do rượu. Còn đối với những người cao tuổi nghiện rượu nặng, nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ càng tăng lên đáng kể. Nạp một lượng rượu thường xuyên trong thời gian dài có thể gây ra sự suy giảm chức năng gan, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tích tụ mỡ trong gan và cuối cùng làm suy giảm khả năng hoạt động của nó. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe gan mà còn tác động xấu đến toàn bộ cơ thể của chúng ta. Bệnh gan nhiễm mỡ có thể phát triển theo thời gian và không có các triệu chứng rõ ràng,
Điều này khiến cho việc chẩn đoán trở nên khó khăn và dẫn đến những tình trạng nguy hiểm hơn mà chúng ta không lường trước được. Tóm lại, chúng ta cần nhận ra rằng việc chăm sóc sức khỏe là một cuộc hành trình không bao giờ kết thúc. Đối với những người cao tuổi, đặc biệt là những người đang đối mặt với tình trạng gan nhiễm mỡ, bữa sáng lành mạnh với 4 loại thực phẩm bổ gan mà bạn nên thường xuyên ăn vào bữa sáng đã được chia sẻ ở trên sẽ giúp tạo ra những bữa sáng đầy dinh dưỡng và lành mạnh, tốt cho gan và duy trì được một cơ thể khỏe mạnh, từ đó giúp tuổi già của chúng ta luôn tràn đầy năng lượng, nâng cao tuổi thọ và sống an vui hơn mỗi ngày. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.